Xin chào các bạn, ở trong video ngày hôm nay trình bày đến các bạn cách xử lý chuỗi ở trong Python thì được làm như thế nào. Sau đây mình sẽ demo code cho các bạn xem. Đầu tiên mình sẽ khai báo một biến x bằng hello. Đó, sau đó mình sẽ in thử cái biến x này ra, cái giá trị của nó ra. Thì đó, nó sẽ ra là hello. Bây giờ mình muốn chuyển cái dấu, cái chữ H mà viết hoa ở trong cái hello này xuống thành chữ thường, hoặc là muốn chuyển tất cả những cái chữ viết hoa ở trong một chuỗi thành chữ thường, thì mình sẽ dùng cái hàm lower ở trong Python. Cụ thể như sau, mình sẽ in ra x lower. Đó, thì nó sẽ chuyển được xuống thành chữ thường, cái chữ H hoa thành chữ H thường. Rồi, thì một chuỗi nó cũng được lấy ra các phần tử trong chuỗi bằng cách mình for. Mình sẽ for giả sử như là C ở trong cái x đấy, và in ra từng cái ký tự trong cái chuỗi đấy. Đó, thì nó sẽ in ra là hello và ELLO. Rồi, còn một cách nữa, khi mà mình không lấy từng cái ký tự mà mình sẽ muốn lấy từ cái khoảng phần tử thứ bao nhiêu đến thứ bao nhiêu, thì mình có thể dùng một cái khái niệm là khái niệm slide, tức là trượt ở trong cái chuỗi. Thì mình sẽ print ra, giả sử cái phần tử đầu tiên thì là 0, thì nó sẽ ra là ký tự H, hoặc là phần tử cuối cùng ở trong dãy đi, trong chuỗi, thì mình có thể là đếm từ là 0, 1, 2, 3, 4, tức là mình để là 4, thì nó sẽ ra là cái chữ O cuối cùng. Nhưng mà trong một chuỗi bạn không biết được nó có bao nhiêu phần tử mà bạn muốn lấy ra cái giá trị cuối cùng, thì bạn sẽ dùng là trừ 1. Nó sẽ ra cho bạn phần tử cuối cùng, đó. Hoặc là không phải một phần tử mà bạn muốn lấy ra nhiều cái phần tử khác nhau, thì bạn cũng có thể làm như sau. Giả sử mình muốn lấy ra cái giá trị của phần tử đầu tiên đến phần tử từ 0 đến 3, tức là nó sẽ lấy ra phần tử đầu tiên và phần tử thứ hai. Phần tử đầu tiên là phần tử đầu tiên, phần tử thứ 0, thứ 1, thứ 2. Đó, 0, 1, 2. Và không bắt, và nó sẽ không lấy phần tử thứ 3. Tức là cái index này nó sẽ không lấy, cái số 3 này nó sẽ không lấy. Rồi, tiếp theo thì bạn cũng có thể lấy được cái phần tử từ phần tử đầu tiên đến phần tử thứ x nào đó. Chẳng hạn như mình muốn lấy từ phần tử đầu tiên, mình không cần phải viết là 0 nữa, mình chỉ cần ghi là print 2.3, tức là nó cũng sẽ lấy ra cho mình cái phần tử từ đầu tiên đến cái phần tử thứ 3. Đó, 0, 1, 2, tức là 1, 2, 3. Hai cái cách viết này là như nhau. Hoặc là mình muốn lấy từ phần tử thứ bao nhiêu đến phần tử cuối cùng, thì cũng có thể viết như thao, print x bằng từ phần tử thứ hai trở đi đến phần tử cuối cùng, thì nó sẽ được viết rút gọn, không viết cái gì ở đằng sau, thì nó sẽ tự ngầm hiểu là cái phần tử từ phần tử thứ hai đến cái cuối cùng của dãy, của chuỗi. Đó, thì nó sẽ in ra là LLO, tức là cái phần tử 0, 1, 2, phần tử thứ hai đến cuối cùng. Đó, đó là cách viết khi mà mình trượt trong cái chuỗi. Tiếp theo thì mình sẽ tìm một cái giá trị có trong ở cái, trong một cái chuỗi không, thì mình có thể làm như sau. Giả sử mình tìm cái phần tử Z nó có ở trong cái hello đó không,
và cái phần tử h nó có ở trong cái hello đó không, thì nó sẽ trả về cho mình là true hoặc false, có hoặc là không có. Thì ở trên nó sẽ trả là không có, bởi vì z không nằm trong hello, và h thì nó sẽ trả về là có. Đó, false và true. Tiếp theo thì để mà muốn tìm một cái phần tử, muốn tìm được cái index của một cái phần tử có nằm trong cái chuỗi không, thì mình cũng có thể làm như sau. Giả sử mình đặt một cái biến mới đi, x ở đây bằng là a b c d e f g. Rồi bây giờ mình sẽ tìm xem cái phần tử a nó có không phải, mình sẽ tìm xem là cái phần tử x này nó chứa cái phần tử a ở vị trí thứ bao nhiêu, hoặc là mình muốn tìm cái phần tử x này nó chứa cái mình muốn tìm trong cái chuỗi này nó chứa cái phần tử giả sử như là z chẳng hạn. Ở vị trí thứ bao nhiêu thì mình có sẽ làm như sau. Đó, thì khi mà một cái giá trị được tìm thấy thì nó sẽ trả về cái vị trí của cái giá trị đấy, tức là a nó nằm cái vị trí đầu tiên, vị trí số 0 ở trong x. Đó. Và khi z nó không nằm trong cái vị, nó không nằm trong cái chuỗi x này thì nó sẽ trả về là -1. Tức là khi mà không tìm thấy thì trả về -1. Còn tìm thấy thì sẽ trả về cái index của cái giá trị đấy. Đó, đó là cái cách làm của cái hàm số file này. Tiếp theo thì trong chuỗi người ta còn hay dùng thêm một cái hàm nữa gọi là hàm format. Thì cách dùng là như sau. Giả sử ở đây mình comment out hết cả đi. Giả sử mình đặt một cái biến là tuổi đi, tuổi bằng năm, và mình sẽ in ra rằng ở đây mình sẽ để là tuổi này là này, rồi mình sẽ in ra một cái nữa là gì đây, trẻ con đi, thì ở đây mình sẽ để là bên trên mình có một cái biến nữa là biến b đây, mình đặt là b cho nó tiện, thì là baby à. Đó, thì lúc đấy mình sẽ dùng một cái format ở đây, cái hàm format ở đây, hàm format ở đây nó sẽ đưa vào cái tuổi này này và cái b này, ở đây là baby, ở đây này và baby ở đây. Đó, tức là cái khi mình không có gì ở bên trong cái dấu ngoặc này thì cái tuổi này nó sẽ đưa vào cái giá trị vào trong này, còn cái baby này nó sẽ chạy vào trong này. Đó, bây giờ mình sẽ in ra 5 thì là baby, ở đây mình thiếu chữ tuổi rồi, tuổi mình in lại ra 5 tuổi thì là baby, tức là 5 thì nó sẽ đi vào trong cái phần này, còn baby thì nó sẽ đi vào phần này. Đó, và khi mà bạn muốn đổi ngược hai vị trí với nhau thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ để ở đây là 1 này, tuổi này, không phải tuổi nữa mà là đi, sau đó là để ở đây là 0 này, và mình có format, đó thì vẫn là age và baby. Đó, lúc này thì cái baby này, cái 0 này nó được định nghĩa trong đây là 0 và đây là 1, thì cái tuổi này nó sẽ đi vào trong cái 0 này và cái baby này nó sẽ đi vào cái 1 này. Đó. Bây giờ mình sẽ in nó ra. Tức là baby thì là 5 và đây mình sẽ được tuổi rồi.
Đó, 5 tuổi thì là baby, hoặc là baby là 5 tuổi. Đấy, thì đây là cái cách dùng của cái hàm format. Ngoài ra ấy, thì format nó còn được dùng trong những cái trường hợp tiện như sau. Giả sử bạn có một cái số 1 triệu và muốn đánh dấu phẩy ở 3 đơn vị 1 thì bạn sẽ dùng như sau. Giả sử như là mình sẽ để là cái ngoặc này này, rồi không này, hai chấm này, phẩy, và sau đó bạn format cái giá trị ở trong này sẽ là khoảng 1 triệu đi, 1 và 6 số 0. Đó, thì lúc này in ra nó sẽ có định dạng như sau. Đây. Cứ 3 chỗ, 3 dấu, 3 3 số thì là dấu phẩy. Đó. Thì hôm nay là mình giới thiệu về một số cái cách dùng một số cái hàm mà thường đi cùng với xử lý cùng chuỗi. Đó thì là nội dung của bài ngày hôm nay. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.